Đại ca thấy không? Cái bức họa của em nhìn nó rất là có chiều sâu. Nét nào nó ra nét đấy, rất là vừa vặn nhỉ. Vớ vẩn mai này em làm họa sĩ. Mắt mày có đờm à? Mày nhìn cái bức họa bì của tao đi này. Đấy. Úi giời ơi, giống rồng bay phượng múa chứ. Đấy, nét cong ra nét cong, nét thẳng ra nét thẳng. Đấy là tao còn chưa đánh bóng đấy. Úi giời. Mày nhìn tao vẩy khối này. Tao vẩy khối này. Úi giời. Vẩy khối này. Vẩy khối này. Được chưa? Riện. Công nhận nét đại ca đi rõ thật đấy. Đẹp hơn bức của em bao nhiêu. Đấy, chuyện. Thế ra này đại ca phải dạy cho em tí kinh nghiệm rồi. Được rồi. Ôi, công nhận vệ sinh ở ngoài mát thật đại ca. Chuyện. À nhưng mà thôi, lần sau phải đi đúng nơi quy định. Nhỡ đâu có ai gặp phải chết. Mày làm sao thế nhỉ? Đây là phía sau trường, ai người ta mò ra đây làm cái gì? Vâng. Đi. Hai cậu. Sao đại ca bảo không có ai? Thỉnh thoảng nó có tình huống đột xuất. Ôi, cô dạ, em chào cô ạ. Cô ạ. Hai cậu làm gì ở đây đấy? Dạ. Mình làm gì nhỉ? Bọn em đang hóng mát ạ. Dạ không, bọn em đang đo trường ạ. À đúng rồi. Đo trường. Dạ vâng. Các bạn ở lớp cứ bảo là trường mình nó bé và nó xấu nên là em phải trực tiếp em đi khảo sát xem trường mình nó dài rộng như thế nào để sau này em có cơ hội em về em phá. Hả? Không, ý em là sau này em có cơ hội em về em xây lại cho nó to đẹp hơn, đàng hoàng hơn ạ. Đúng rồi ạ. Lắm lý lẽ lập luận lắm đấy nhá. Dạ. Vâng ạ. Ôi, có gì đâu cô. Vâng, có gì đâu ạ. Toàn cây xanh thôi mà cô. Vâng. Mà em công nhận đất trường mình tốt thật đấy. Trồng cây nào cây đấy cứ xanh mướt mướt đấy. Cỏ mọc um tùm đây. Công nhận. Bọn em là định thâm canh thâm cư đây luôn đấy. Đúng rồi. Nên thán nó chuyện gì. Cô đi đâu đấy ạ? Vâng. Cô đi đo trường ạ? Tôi cũng đi khảo sát. À thế ạ? À, thế cô khảo sát đi ạ. Vâng, bọn em xin phép ạ. Vâng, vâng. Đại ca đợi em. Cô Huyền. Ôi trời. Thầy ạ. Cô làm cái gì ở đây đấy? Em đang đi khảo sát ạ. Sao lại khảo sát? Em mới về trường cho nên là em cũng muốn biết xem là trường mình chiều ngang rồi là chiều dọc ra làm sao để nếu mà có điều kiện thì em sẽ phá trường. Sao lại phá trường? Ý em là em sẽ phá đi và xây lại một ngôi trường mới sẽ khang trang hơn, đàng hoàng hơn ạ. Ôi rồi giáo viên mà cứ ai cũng được như cô ấy thì chả mấy nhà trường được đập đi, xây lại ngôi trường mới đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Dạ em cảm ơn thầy quá khen ạ. Cô có ngửi thấy mùi gì ấy nhỉ? Mùi gió thầy ạ. Mùi gió? Dạ gió mát quá thầy nhỉ. Tôi thấy mùi này nó lạ lắm, nó khó tả lắm. Thầy... đâu có mùi gì đâu thầy. Thầy ơi. Hả? Thầy có mỏi không ạ? Mỏi lắm. Thế thì thầy ngồi xuống đi ạ. Ờ nhờ. Tôi ngồi xuống đây. Thầy. Thầy ơi. Nếu mà thầy trò ta cứ ngồi như thế này ạ. Học sinh qua lại nhìn thấy thì lại tỉnh ngay lý giảng đấy thầy. Cô nói cũng có lý. Thôi đứng dậy đi. Đất đai ở trường mình ấy đúng là đất lành thì chim đậu. Cây cỏ cứ tốt lên. Thầy nhìn xem, đây này. Ôi,
ở mặt trên bờ tường thôi mà cứ tốt dạp lên như thế này. Thế này á, về phong thủy là tốt lắm đấy thầy. Ừ, cô nói cũng đúng. Dạ. Cây cỏ ở đây cứ tốt lên. Dạ. Tốt thật thầy nhỉ. Mà thầy đi đâu đấy ạ? Tôi cũng đi khảo sát. Thầy cũng đi khảo sát? Ừ. Thế là trường mình sắp phá rồi thầy. Ừ, thì cũng muốn cho nó thay đổi diện mạo một chút, thì nếu mà cảm thấy nó cũ kỹ quá thì mình cũng phải tính dần chứ. Thầy cứ đi khảo sát đi nhá. Em xin phép em lên lớp đây ạ. Rồi thì cô lên lớp đi nhá. Dạ vâng ạ, chào thầy. Quái nhỉ? Sao lại có thể cao này được nhỉ? Em nghĩ cũng bình thường mà thầy. Bình thường? Ừ. Dạ, thầy ạ. Cậu đến từ lúc nào này? Em đến từ khi mà thầy đang... Dạ. Cậu đi đâu này? Dạ, em đang đi khảo sát. Và em đã tìm hiểu xem là cái mùi của trường mình là từ đâu mà sao dạo này nó có mùi quá. Công việc của cậu dạ. là bảo vệ thì cậu cứ làm tròn bổn phận và trách nhiệm của cậu thôi. Vâng, em làm tròn mà. Không việc gì phải đi khảo sát hay là như nào cả. Vẫn là việc của hiệu trưởng. Được chưa? Ừ. Làm hiệu trưởng sướng thật đấy. Thích làm gì thì làm. Kể cả chuyện ấy. Mà cũng lạ nhỉ. Ông ấy cao này. Đã thế thì hiệu trưởng làm thì mình cũng làm theo vậy. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, ban ngay ban mặt thế này không. Ban cái gì? Này, chú ra đây là để chú đo trường. Để chú khảo sát. Để chú phá trường. Này, sao mày rõ thế? Thu ảnh của đại ca cháu mày. Nhưng mà ra đây là để chú ấy mà. Quá ra mùi khai từ chú mà ra chứ đâu. Không thể chịu nổi được. Vệ sinh có chỗ đàng hoàng à. Tại sao chú lại vội vàng ở đây à. Bảo sao bao lâu nay lớp cháu nghi ngờ có người đái bậy. Hôm nay là rõ ràng rồi nhá. Rõ ràng rồi. Rõ ràng cái gì, khổ quá. Thế bây giờ chú hỏi chúng mày nhá. Thế thì chúng mày bảo chú ấy bậy đúng không? À. Thế thì vật chứng đâu? Đây! Nhân chứng đâu? Đây! Ôi giời ơi! Thế bây giờ, nói chung là chú xin lỗi chúng mày thôi, là chú lại... Thôi, không phải trình bày nhiều nhá. Trình bày lên phòng hiệu trưởng.